Xin chào tất cả anh em trở lại kênh Di Khải của mình nha. Và ở video này tiếp tục Khải liên đón nha, năm đón nha. Ai này tự động chưa có vài người thôi, không được đồng, tối mới đồng. Xin chào. Đủ mày hết máu luôn, vai lên đứt vai nằm. Em xem à, 17 30 19 à, em là Thiên Trang 100. Ủa, hết máu luôn nè, hết máu đứng xác định tăng luôn nè, bỏ luôn, không chạy nữa, bắt đầu chạy tốn máu á. Đường môn á nè, ai bắt trước thì dở có cơ hội thắng lắm nè, không phải nhiều phải trước đồ hơn tí gì nữa là khác, đây đồ hơn một chút cũng vậy, lỡ mà bị đối phương bắt hay là chỉ có thở, nếu mà không đỡ nổi thì chỉ có chết, rất là nhanh, mới pha khai chết thì do những pha đó khai ít máu quá, máu có 2k6, đụng khai chết liền. Này đó là 3k, nhưng nó cho hơn một tí nữa. Tuy này giảm lượng đam, giảm bớt lượng đam nhưng mà cảm giác mình cho lên tí, mình có thể chủ đam được tốt. Cái lúc nãy là 2k mấy máu chết nét. Chết cho Thiên Trang xuống. Mấy pha xém chết. Ai lúa. Không auto này. Mấy gạt đường môn ít phòng thủ, cảm giác nhanh chết. Hai trận đầu tiên Khải không có bạn xếp phòng thủ, hai vô tranh chết liền, thua hai ông hạng 200 mấy mới đầu. Hai trận đầu tiên không có bạn xếp phòng thủ, đụng hai cái chết rồi. Giờ sẽ đồ đó sẽ đồ đánh tông kim nè, nhỏ thiệt, thua 2-3 trận đầu tiên cây, không hiểu lý do tại sao thua. Ông này thua 2 trận rồi, ủa sao trận này phải anh. Thank you.
đó, nhỏ thiệt, nhỏ máu tốt. Anh hôm trước thua hai trận cây lên top rồi, để cho anh em sau nhẹ cho anh em xem cái top đường môn hiện tại bây giờ. Vô Kim Bảo 45 thua 3, top 1, ông này chắc chắn top 1 anh em ơi, tầm này dưới đường môn không ai lên nữa rồi. Tiếp đến thì hiện tại đang giữ hạng top 2 đó là Nobi Chuối, là Nobita. Hôm qua Khải có trong livestream á, Khải có đứng nói chuyện với ông đó. 41 thua 7. Mình vẫn còn cơ hội lên top 2 nha nè. Mình vẫn còn cơ hội lên top 2. Thiên Trang 33 thua 4. Đang hàng 3. Thiên Trang thì vừa thua mình một trận vừa rồi. Đường môn Trung Binh 27 17. Hai lúa 27 6. Hai lúa 27 6. Bảo Chó Điên 21 17. Đường Hạo 20 28. Nói chung là mình cố gắng đánh sẽ có thể nằm được top 2 đến top 4 rồi nè. Sẽ có thể 2 đến top 4. Mình đang top 10 rồi nè. Mình mới có hai máy trận thôi. Mình đi hết 48 trận có thể lên được top 2 đến top 4. Top 1 thì không được rồi. Vì khả năng thua hơn 3 trận rồi. 19 18. Hiện tại bây giờ vào luyện đó bây giờ chỉ mong gặp Thiên Trang với hai lúa thôi nè. Bây giờ rồi gặp Thiên Trang với hai lúa rồi. Đó. Rồi anh em biết Khải đang top 10 là được rồi nha anh em. Khi nào kết thúc mùa Khải cho anh em xem tổng lực luôn. Ok, trận cuối cùng em ơi. Quán trận cuối cùng win nữa là đẹp anh em. Thiên Trang hai lúa này nọ Tuấn 2k cũng đã trả thù rồi. Giờ gặp ai đây? Một trận nữa đủ 4 trận cho một buổi luôn, là đẹp tuyệt vời luôn nè. Thế gặp những ông còn lại rồi, tại vì mấy người này hôm nay gặp rồi nó sẽ không gặp lại. Ôi win luôn à, ngon. Win luôn nha anh em ơi, hên quá, trận cuối không còn đánh. Ok, chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Video này thì Khải tiếp tục lên đó nha anh em. Rồi thì lên hàng 8 rồi, cố gắng thắng mấy trận này sẽ lên được hàng 6. Đó, hôm nay 4 trận mà buổi tối hôm nay thì biết như thế nào đây. Anh em xem đừng quên ủng hộ like chia sẻ cho nha anh em. Tại bây giờ còn khá là nhiều cao thủ. Hai lúa chưa xong, Thiên Trang chưa xong. Số cao thủ toàn hạng 2 số má, mình cấp thấp quá. Người ta cấp 107, 108 rồi. Thốn vãi chưa. Phúc hết quên. Ok, hôm nay mình đánh máy chậm rồi nè. Quá đẹp. Cái quen này mà đánh máy chậm rồi nè mà. Ok, tiếp tục chậm bơi. Bất chấp ơi, quá hiệp đường môn 95.
Môn này là môn cùi thôi em ơi. Vô trong 3 nè em ơi. Về đại lý Tô Châu Lạc Dương, khoác lên bao ánh trùng lâu, cùng một qua sáng nam chân lửa, bao hiểm nguy tại phiêu miễu phong. Khi chân biên đã thông từng kinh mạch, ta vương quay tống yêu đời anh hùng. Quá hay. Ôi. Anh Hai Lúa được 3 trận rồi anh em ơi. Nói chung là những cầu thủ đáng sợ nhất như là Hai Lúa, Thiên Trang thì rất là sợ. Gọi là thánh tại vì người ta cấp cao, đồ khá là khủng rồi nè. Là khá là sợ. Mà anh được 3 trận rồi. Anh Hai Lúa 3 trận, anh Thiên Trang một trận rồi. Ok, tiếp tục. Đây anh em xem cái lượng đam luôn nè. Phê phê ta bị đánh trúng 11.000, đối phương bị đánh trúng 23k. Vãi thiệt. Nói chung là lượng đam mình khá là cao á. Hãy lưu dính đam mình nhiều hơn nè. Em xin lỗi. Hãy lưu dính đam mình gấp đôi đam mình. Tiếp tục lên em ơi. Nơi trường bạch tuyết rơi lão đường. Nhiều hùng anh lang du để tìm mật đạo biên kinh bao khó khăn tông kim hiệp huy không sợ quen làm phút cuối nữa win 4 trận lên cho nó đẹp mắt coi. Trong chân đã nổi lên sồn vàng khắp thơ thành hoàng to lắm bao chi trai trở về phi nhanh hàng huyệt về ngày đến kia lâm màn người bò lắm xanh vai quyết chí vừa bay núi thanh hải gió bao cá sa mạc vương ngăn ngọn sông sô hiểm nguy ở phong lành hồ vượt qua những lão đường ok đi bao đơn anh tài trở về vang danh hùng ngang ok một sấy hồng đài hay quá. Ok, quá đẹp anh em ơi. Chứ hôm nay cố gắng lên top là đẹp rồi. Nói chung anh em xem video đừng quên nhấn like chia sẻ nha. Em xem, kết quả thì khá là đáng buồn. Khải thua 5 trận anh em. Khải thua 5 trận thì ở 3 trận đầu thì Khải mang set tống kim Khải đánh đó. Khải mang set tống kim Khải đánh nên là thua 3 trận đầu khá đáng tiếc nè. Lúc đó Khải nghĩ là đánh cho vui vui á. Lúc đó mang set thông pháp 125 trận á. Đánh 3 trận đầu tiên thua. Gặp mấy ông này vô xấy mấy ca chết không có phòng thủ nè. Phòng thủ mấy ca chết. Rồi 2 trận thì thua ông Tấn 2k nè. Phải còn 20 trận nữa khá là lâu ấy. Nếu win hết 20 trận thì mày ra từ cũng giữ được top 3 hay top 4. Đó. Chứ còn top 2 thì phải đánh được Thiên Trang rồi mới được mới lên được top 2 nha nè. Phải đánh được Thiên Trang thêm 1 trận nữa thì mới được top 2. Đây, top 7. Mấy người này hết thời hạn rồi. Còn 10 trận mà thua khá là nhiều. Là mấy người này không thật tốt rồi. Chỉ tranh với Hai Lúa, Thiên Trang. Đó, chỉ tranh với hai người đó thôi nè. Với lại Nobita. Nobita thua 7 rồi. Cố gắng đừng thua nữa là được. Cái xíu 19-22. Đó, bên này mấy anh em thua khá là nhiều. Hai mươi, 19.
Đường môn với đường môn mà đánh nhanh lắm nè, khá là nhanh. Ai uống máu không kịp chắc ngay. Thôi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha em ơi. Chung là thua 3 trận đầu khá đáng tiếc. Nếu mà không thua 3 trận đầu lúc bận cái set đồ tống kim thì ok rồi anh em, ok hơn rồi. Mà tầm này thì chịu thôi, lúc đó Khải vào đánh chơi chơi ai ngờ thua nè. Không ngờ là cái set thông pháp là đánh không được. Ok, bye bye anh em.